Hello các bạn, hôm nay Eric sẽ dắt 3 giờ đi chích vaccine Corona virus vaccine. Thì sau khoảng gần một tuần á, Eric ngồi chờ để lấy hẹn cho ba thì có hơi khó lấy hẹn thì. Nhưng mình phải ngồi chờ, mình ráng mình nhấn lại, mình ngồi mình chờ ngày nào hay là lúc nào mình rảnh mình lên mình check thì nó có available cái giờ nào thì mình lấy cái giờ đó liền đi. Không thôi thì khó lấy được lắm. Thì Eric sẽ vô cái website và ở dưới cái link dưới này, Eric có cho cái link thì các bạn nào mà chưa có hay là chưa biết hay là muốn biết lấy hẹn làm sao cho ba má hay là cho ông bà hay cho các bác lớn tuổi 65 tuổi trở lên, hiện giờ là 65 tuổi trở lên là đã được chích. Ok, miễn sao là đối với Eric thì miễn sao là mình ở trong resident in California, mình ở trong Orange County. Ok, thì mỗi thành phố thì nó có một cái chỗ chích khác nhau, chỗ cái station để chích ngừa khác nhau. Thì Eric vô cái website này thì nó cho Eric lấy hẹn ở Disneyland Superpark. Thì hôm nay sau cũng như Eric nói, chờ mình nhấn lại, mình chịu khó mình chờ đi thì mình sẽ lấy được thôi, sẽ lấy hẹn được thôi. Thì hôm nay Eric đã lấy được hẹn cho ba, thì họ cho lấy từng người một chứ không phải là cho nguyên một gia đình hay gì hết. Thì Eric đã lấy được cho ba thì hôm nay mình sẽ chở ba đi đi chích ngừa. Thì Eric sẽ quay lại những cái quan cảnh ở chỗ chích ngừa như thế nào, thủ tục làm giấy tờ như thế nào, đứng xếp hàng ở đâu, chỉ dẫn chỗ nào, rất là dễ, rất là tiện. Thì nếu mà các bạn mà có muốn ghi danh cho ba má hay là cho ông bà cô dì chú bác gì đó thì vào cái website ở dưới cái link dưới này, Eric có để lại dưới này nè, vô trong đó mình đăng ký rồi mình chịu khó mình cố gắng mình ngồi đó mình chờ để mình lấy hẹn. Bây giờ cái đợt mà như tuổi của Eric thì chưa được đi chết thì Eric cũng đã ghi danh rồi mình để ở đó thôi, thì lúc nào mình tới cái phim mình thì họ sẽ notify, họ sẽ email cho mình biết để mình lấy hẹn để đi chích. Ok, so mình đang trên đường tới để rước bây giờ đi chích ngừa, thì có gì Eric trở lại sau nhé. We are on the way to Superpark Disneyland for first shot of vaccine, COVID-19 vaccine. Yeah, my father-in-law. Cho 65 tuổi trở lên nha các bạn. Okay, we on the way. We almost there to the super park, Disneyland. Beautiful day today, 82 degrees. I'm taking my dad to digit ngừa. Ha 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 ha. Nếu quay mấy chỗ này đường mới đẹp. Superpark, Disneyland Superpark.
mình chở ba vợ mình đi chích ngừa hôm nay. Bây giờ mình đi tìm chỗ đậu xe. Cũng đây không đông cho mấy, hôm nay chủ nhật mà not bad, không có đông, thiếu gì chỗ đậu xe. Hôm nay Eric dắt Mai dắt ba vợ đi chích ngừa ở Super Park. So, mới tới đây mình có hẹn lúc 10 giờ nhưng mà mình tới đây trước khoảng nửa tiếng thì phải được xếp hàng. Vô trong này thì người ta đứng xếp hàng rất là đông. Kỳ này chích là chỉ cho những người trên 65 tuổi phải không ba? Trên 65 tuổi mới được chích. Nhưng mà các bạn tới đây phải lấy hẹn trước nha. Cái quá trình mà lấy hẹn á thì rất là khó. Tại vì mình phải ngồi mình canh me từng lúc nào rảnh mình phải canh me vô, tại vì rất nhiều người vô để lấy hẹn. Vậy nên rất là khó lấy hẹn. Một khi mà lấy hẹn thì có ngày và có giờ nào các bạn cứ lấy đi, không cần thiết đâu. Nhưng mà vô đây thì mình có hẹn lúc 10 giờ thì mình tới đây có thể tới trước nửa tiếng rồi mình đứng xếp hàng. Thì qua cái quá trình đứng xếp hàng ở đây thì khoảng một tiếng đồng hồ từ lúc đứng xếp hàng và chích xong. Nhớ mang theo mũ nón, nước và ghế ngồi, nhớ cho các bác lớn tuổi. Ok, mình chuẩn bị mình đi vô. Ở đây nếu các bạn mà các bác lớn tuổi nếu mà ngồi hay cần xe lăn á, ở đây họ cho mình dùng, họ cho mình mượn xe lăn ngồi luôn nha. Nếu mà mình quên ghế hay cái gì đó, các bác lớn tuổi có xe lăn ngồi nếu mà các bác muốn. Chào ba, hôm nay ba thấy ba có lo gì không? Ba chích ba có lo gì không? Không lo gì hết. Tới tuổi phải chích phải không ba? Xong rồi phải đi đặt cái máy bốt đi uống cà phê với bạn bè chứ. Vô đây thì các bạn sẽ được check temperature, check để nhiệt độ trước khi mình họ cho vô nha. Để có những cái bảng để sẵn cho các bạn là không biết tiếng Anh mình đọc. Các bạn yên tâm, có rất nhiều xe lăn để chở, để cho các bác lớn tuổi ngồi, nó mà đứng chờ không nổi họ phải lo nha. Number 6 here. Number 6? Thank you. We're going to number 6 line to do the paperwork. Almost there, ba. Daddy. We're almost there. Sau khi mình trả lời những câu hỏi xong, cái trạm kế tiếp mình sẽ đi để làm ra lấy ID ra ba. Hi. Have your ID ready and you can go to the end of the line over there. Okay, thank you so much. Okay, sau khi mình yes. Almost there, daddy. Okay, trạm kế tiếp là để mình chích ngừa. Ba có thấy rung không? Không. Không thấy rung mà. Bình thường á không? Dạ. Yeah. Giống như là mình đi chích ngừa mấy năm trước thôi. Dạ. Yeah. Ok. Đó, các bạn thấy không? Toàn là những người bác lớn tuổi.
vừa đi chích không có cái gì hết, không có gì mà phải lo phải sợ gì hết á. Nên các bạn dắt bố mẹ các bạn hay là các bác lớn tuổi cứ việc chích, không có gì phải lo. Đây là ba vợ nè, rất là bình thường, không gì hết. Ok, dưới rồi ba, số 6. Ba lấy ID à ba? Ba ngồi xuống. The moment of true daddy. Daddy, my daddy taking the first shot. I love it. Yeah. One, two, three. That's it. It's so quick. How do you feel, Daddy? Well done. Good job. Thank you. Here you go, sir. This is your vaccination record, okay? Mm-hmm. As you know, that was the first dose of Moderna. Okay. Very important to remember when you do your second dose that you also have to do Moderna. Okay? You can't go get any other brand. All right. 28 days from now is February 14th. Okay. So you're going to have to go back in through the app or the website. Okay. And make a new appointment for either on that date or after that date. Okay. And you should also receive an email with the instructions, okay? Okay, thank you, sir. That's it, right? That's it. So you're going to head over to this thing straight ahead for about 15 minutes. Okay. We'll do that. Thank you. Thì các anh lính cứu hỏa nói mới chích xong thì phải vô đây ngồi khoảng 15 phút để coi nó có bị phản ứng gì hay không, rồi mình hãy được đi về nha. Ba vô đó ba ngồi đi ba. Chích có đau không ba? Đúng đau. Ba có cảm giác gì không? Ba có cảm nghĩ gì không? Nghĩ gì thôi. Cái chờ nó xong rồi. Để từ... ta yên lòng thôi. Thấy có hồi hộp gì không ba? Không hồi hộp gì hết. Dạ. Nó không có đau gì hơn. Nó ít đau hơn là lưu sót. Dạ. Thì như mấy cái chú lính cứu hỏa nói thì ta đi ngồi khoảng 15 phút để cho khỏi có mình coi có bị phản ứng gì không, rồi mình thấy được đi về. Rồi ngồi đi chờ ba. Xong rồi mình đi đâu ăn nè, mua phở cho ba nha. Ok, mua phở cho ba. Rồi, như các bạn đã thấy mới vô mình có hẹn 10 giờ nhưng mà giờ là mấy giờ rồi, chắc khoảng 10 giờ 4 phút là xong rồi. Nhưng mà mình tới đây trước khoảng nửa tiếng là ok. Thì đây là trạm cuối cùng. My dad is sitting right here waiting for 15 minutes, 10 minutes. Is there any side effect at all? If not, then we just go home and get some pho, huh? Rồi. Đây là một chút trải nghiệm của Eric. Chở ba giờ tới chỗ để chích ngừa vaccine COVID-19. Rồi nếu các bạn mà có những gì thắc mắc gì cứ inbox cho Eric thì Eric chỉ dẫn cho dễ lắm, không có gì hết á. Ok, đi. Cầu tiêu sẵn. Có restroom đàng hoàng nha các bạn, các bác. Các bác khỏi phải lo. Nhiều lắm. Đây là đợt đầu tiên cho những bác, những cô, các bác lớn tuổi 65 tuổi trở lên. Các bác đừng lo, chích không đau. Và đau như lôi xót. Ba nói gì ba? Nói chích không có đau như lôi xót. Dạ, cái này chích còn lẹ hơn và nhẹ hơn những cái flu shot nữa. Đây là những xe của những anh lính cứu hỏa tới cho tới giúp để chích cho các cô, các chú, các bác. Sẽ có đợt 2, sẽ có chích kỳ 2. Sau 28 ngày, mình sẽ lấy hẹn chích cho... mình sẽ lấy hẹn để chở ba đi chích thêm một lần nữa, mũi thứ 2.